Chào mọi người, chào anh em, chào đại gia đình. Hôm nay để đổi bộ không khí ha, với tăng phần hồi hộp khi xem video, Quý Bảo sẽ không quay clip tổng để cho anh em, đặc biệt là những chú bác lớn tuổi thì có cơ hội mắc kém ha, tay rung có cơ hội để chốt được hàng anh em ha. Bên Quý Bảo thì vẫn vậy, có hai hình thức thanh toán: chuyển khoản và ship code ha. Tất cả những sản phẩm của Quý Bảo, anh em đặc biệt lưu ý nha, là chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em nhìn dưới màn hình bên góc phải là anh em thấy rồi ha, không bao gồm phí vận chuyển ha. Rồi dù cho anh em có chuyển khoản hoặc ship code như thế nào chăng nữa ha, với những anh em nào hoặc với những mặt hàng nào mà nặng tầm mười mấy 20 ký thì Quý Bảo sẽ phụ phí cho anh em 50% giá trị sản phẩm ha, nếu anh em chuyển khoản đủ. Và là cái nữa, còn những anh em nào ship code thì những sản phẩm dưới 500.000 thì tùy anh em chọn hình thức thanh toán, còn trên 500.000 thì anh em vui lòng đặt cọc cho Quý Bảo 20% giá trị sản phẩm ha. Đó coi như là chuyện tiền thùng bút nè, tiền vận chuyển đó, để cho cái bụng vàng này an tâm mà phục vụ cho đóng hàng cho anh em ha. Rồi ngày hôm nay thì vẫn vậy ha, đồ nghề có Eto có, đồ nghề có, nhưng mà hôm nay thì không có máy mài hay đá nha anh em ha. Máy mài hay đá thì cũng bảo sẽ để cho video sau, bởi vì video vừa rồi thì rất nhiều đồ nặng ha, hôm nay làm đồ nhẹ cho nó khỏe hơn chút đỉnh anh em ha. Có nhưng mà chưa có lên kịp, đặc biệt cũng thông tin cho anh em là cũng có một anh trong 1% trong 2.000 anh em chốt được cái máy của Quý Bảo ha. Rồi cái Eto xây của Quý Bảo ha đó. Rồi không thôi về dòng nữa, Quý Bảo bắt đầu tập trung với chuyên môn nha anh em ha. Đây bởi vì tại sao nó là cái số 0, bởi vì vừa mới lấy về luôn anh em ha, chưa có lau chùi hết nên Quý Bảo lên luôn ha, bởi vì nó cũng còn rất đẹp. Cái mã số 0 450k cho một cái đội ha, chưa lau chùi luôn anh em ha. 450k cho một cái đội 2 tầng ha. Cái này Quý Bảo bán rất thường trực, nó của Toyota Motor nha anh em ha, do bằng ha. Em này thì tải trọng là 500 kg ha, 500 kg. Thường nó là 700 kg nha em, mà sao cái này chắc anh lộn quá, 500 kg. Nó hạ thấp gầm xuống là 11 phân nha anh em, hạ thấp xuống là 11 phân, còn lên là từ 35, hơn 35 anh em đó. Mình cũng bán thì nhiều ha, này quay ngọt ngào hả anh em, đặc biệt em này rất là còn rất là đẹp nha mọi người ha, chưa chùi rửa luôn á. Cái này anh em về lau chùi cái là thêm 5% giá trị nữa ha. Đây 450k mã số 1, mã số 0 anh em, sorry. Rồi let's go. Hôm nay là làm từ mã 431 nha anh em. A trước anh em dòng họ khảo C ha. Mình là bán combo, bán cặp không anh em ơi ha. Bán cặp cho anh em dễ để chọn, dễ mua. Mua lần cặp về xài. Mã đầu tiên 431A 400k. 400k cho một cặp cảo Lotter 75 mm ha. Ê super nè, super do bằng hai em ha, hoạt động hoàn hảo, chụp vít me đẹp ha. Anh em coi cái hàm đó nè, khá đẹp, tay quay còn đầy đủ. Một cặp, cái này nặng nhiêu? Một cái nặng là wow, có cân này có lộn không đây, 8 lạng anh em, một cái nặng 8 lạng, gần nửa ký, gần ký. Coi cái chụp
4 phân rưỡi nha anh em, 4 phân rưỡi. Còn bề dày tổng thể nữa nè, 15 phân rưỡi à, của thành super nha anh em ha. Đẹp ha. Super hai cái y nhau ha. Combo răng hàm mặt em nào cũng là còn đẹp nha anh em. Rồi cặp cảo C hàm 75 của thằng Super Quý Bảo bán 400k nha anh em, 400k cho một cặp. Xong, let's go. Tiếp theo là B. B cũng một cặp 500k, 500k cho một cái 75. 75 nhưng mà cái độ này rộng nha anh em ha. Cái giới hàng chục C rộng hơn nè. Nó 7 phân rưỡi nè ha. 7 phân rưỡi. Hàm 75 này của thằng Saki. Saki. Em này là do có dính chút sỉ nha anh em ha. Liền lạc ha. Rồi loại C lớn nha anh em. À các anh em có hai cái nè. Ha. Đó, cái này hàm 100. Cũng của thằng Saki. Ha. Đó, chục chiếc me rồi còn rất đẹp. Cái nào cũng còn tay quay hết nha anh em. Ha, mình ra mình lựa là thường thường là phải có tay quay. Có tay quay. Tuy rằng không có tay quay về thì anh em cái này chỉ cần dễ quá dễ dàng ha. Nhưng mà có cái lựa được có tay quay thì nên lựa. Đó. Cái này nặng nhiêu? Cái này nó nặng 1,3 kg. Còn cái này, cái này thì nó nặng 1,50 kg, 1,50 kg. Saki ha, một combo một cặp 500k. Tại này nó được cái dòng lớn nè ha. Xong tiếp theo cũng một cặp 500k tiếp. Hồi nãy là của thằng Super ha, Saki ha, giờ của thằng Sinki. Nhiều mã ha, nhiều ha, giao băng anh em. Cái này đã là 100 ml. Nó là 1,3 kg luôn, 1,3 kg ha. Cái này của thằng Sinki. Còn em này là của thằng Lotter. Lotter hiệu tôm càng. Lotter nặng hơn anh em, 1,450 kg, 1,450 kg. Chuẩn Nhật anh em ha. Đẹp ha. Hai thằng mỗi thằng một kiểu dáng ha anh em. Đều là hàm 100 ha. Đó, cũng 500 nha anh em. Combo này cũng 500. Xong, let's go. Rồi tiếp theo. Hôm nay cảo C cảo F là nhiều nha anh em. Cảo C cảo F nhiều. 432 A. Một cái 6 kg, hai cái là 1,2 kg, 12 kg, sorry, 900k nha anh em, 900k. Hai cái là 6 kg anh em, một cặp một cái 3 kg, một cái là 3 kg. Em này là của thằng Lotter hiệu con tôm càng ha, Rod Forest Sale. Chiếc me đẹp nha anh em ha, chục chiếc me còn đẹp nè, tay quay còn đầy đủ ha, hàm bọng nữa nè anh em, răng nè đẹp ha. Một cây của thằng Lotter, còn một cây nữa là của thằng Super cũng hàm 150 ha, cũng do băng nè anh em. Đó, ra vô cũng ngọt ngào nha. Đây. À, coi anh em coi cái hàm nè. Răng cưa còn đầy đủ anh em ha, còn đẹp luôn á. Ha. À. Rồi, cái này nặng combo nặng 6 kg nha anh em. À, mã 4432 900k. Xong. Let's go. Tiếp theo. Một cặp cảo ép. Hai cái này nó nặng 2,5 kg.
đồng trang ha anh em ha. Nó của thằng top top anh em, top nó là 250 ml, 250 ml cán gỗ anh em, đẹp nha, đồng tiền còn đầy đủ nè, chụp chích me còn đẹp nha, top nha anh em ha. Này là cậu nhanh ha, cậu ép nhanh anh em ha, đẩy lên cái là gặp cái cạch là cứng liền, hai cây bằng nhau nha anh em, của cục nhãn ha, top ha, top 250 ml. Quát một là cứng luôn anh em ha. Anh em này mấy cái cảo C cảo F này là dùng, anh em dùng bên mộc nè, thật sự ra cái này là ngành nghề nào cũng có thể xài anh em ha, mộc cơ khí rồi. Cán còn đẹp ha anh em, cán gỗ mã 433 900k, cặp cẩu ép chuẩn Nhật cũng tốt. Rồi tiếp theo, tiếp theo là mình có một cái cẩu cẩu C, cẩu C này là để kẹp vô bàn kẹp mát anh em ha, để hàng nè, này chất liệu bằng đồng nha anh em, chất liệu bằng đồng đó. Nó có thằng Xuân Sơn anh em, Sơn đó. Cái này thì có nghĩa là mình kẹp vô bàn, thao tác bàn nè đó, rồi mình hàng trên bàn ha, còn mình lưu động thì mình có kẹp kia rồi, mà nếu mình làm thao tác trên bàn đồ cổ thì nó có cái kẹp này nè ha, chất liệu bằng đồng nha em, này nặng nửa ký anh em, nặng nửa ký, bề dày em nó được là 12 phân không tính chụp chích me nha anh em, bề ngang em nói là 8 phân trong lòng bàn tay anh em, kẹp mát thường thường cỡ này thôi ha. Đó, này chất liệu bằng đồng nha mọi người, rồi cái kẹp mát cảo C kẹp mát mã 343 200k nha anh em, cái này cũng ra cũng hiếm gặp anh em, rất hiếm gặp ha. Sao rồi tiếp theo này làm lẹ nha anh em, làm đồ nghề đồ nhỏ nhỏ nhưng mà đồ nhiều ha. Rồi 435 250k ha, chốt đi anh em, chốt liền. Đây là một cái kéo quý bảo, là một thợ may ha, mà chưa bao giờ thấy cái kéo này, chưa bao giờ thấy được cái kéo này, không biết để nó cắt cái gì ha, hớt tóc thì không phải rồi đó ha. Cái này anh em về có thể là mài sơ, đương nhiên là kéo là phải mài anh em ha, kéo là thợ may không có làm chẳng nữa thì cũng 2-3 tháng là cũng phải đưa ra mài đó. Đây là loại thép không kỹ anh em ha, đó về anh em mài sơ lại nha anh em. Rồi lưỡi nè, không có dấu hiệu mẻ ha, không có dấu hiệu mẻ đó. Ở đây là chữ gì đây, đây có hàng chữ gì anh em, nhỏ hơi nhỏ, vừa đeo mất kiến vừa rung lại gần luôn mà không thấy, đó xài hao quá anh em, hồi đó mình mắc mũi xài hao quá, hôm ra
về. Không riêng gì mắc mũi nè, phụ tùng giờ nó cũng vậy nữa. Phụ tùng giờ nó cũng giống như đồ bãi à. Này là có xiết nha anh em ha. À, đẹp á mọi người. Đó, chưa thấy bao giờ cái kéo này. Bây giờ tổng thể của em nó 28,5, cái lưỡi em nó là 16,5. Thợ may mà chưa thấy cái kéo này là biết rồi. Không biết là cắt cái gì đây nè. Chưa biết nè. Cắt giấy thì cắt gì anh em ha. Để cắt giấy làm thủ công thì làm cái gì. À, được cái dài. Rồi 250k. Rất hiếm gặp nha. Chưa gặp luôn á. Thợ may mà chưa gặp thì mình nghĩ anh em chắc cũng vậy thôi. À, 250k. Xong. Tiếp theo đó một cái cưa. Một cái cưa sắt. Ta để luôn đi. À, mã 436 250k ha. Em này thì nó của SK11 ha. Em này còn mới, đặc biệt còn mới, còn tem luôn nha anh em ha. Còn tem nè, mới cán gỗ cũng đẹp nè ha. Cái em này thêm cái nữa là có thể là điều chỉnh nha anh em. Rồi anh em. Cái như là cái cây này điều chỉnh được nha anh em ha. Em này còn khá mới á. Rồi cái mã 346 250k. 250k xong, let's go. Rồi tiếp theo là mình có ba cái thước thủy anh em ha. Đó. Cây đầu tiên mã 3437A. 300k nha anh em. 300k cho một cái thước thủy đẹp mới nha anh em. Lever. Ba ten anh em ha. Ở đây là còn đẹp á mọi người. Còn khá đẹp á. Thủy nó nước thủy vẫn còn nè. Đứng nè, nó còn trong luôn nè anh em. Thấy không? Đẹp. Đây. Rồi. Đây có 45 độ luôn. Ha. Em này dài tổng thể 61 phân. 61 phân. Bề cao em nói là được 5 phân 2 ly. Còn bề ngang em nói là được 2,5 phân. Nhôm nha anh em, full nhôm ha. Full nhôm. Hãng côi nữa nè anh em. Chiếc côi nè. Khá đẹp á. Đây này khá đẹp anh em. 300k. Cây này 400k. Bóc điện thoại lên anh em. 400k nè. Bóc điện thoại lên. Xong. Tiếp theo cây thứ hai ha. Mình đồng cối đá 437B. Cũng giá 300k. Em này bị dài tổng thể em nó 59 phân. 59 phân ha. Checkmark. Cũng lever nè anh em ha, cũng chung hiệu với thằng A. Ha, chết mát nè mọi người. Đồng ha. Nước thủy ha. Nước thủy vẫn còn nè anh em. Thấy không? Giờ đây có cái đứng nè. Đây. Ha. Vẫn còn ha anh em ha. Đó. Cây này nặng nha. Cái này nó nặng 1,5 kg nè em, bằng gan á, bằng gan á, nặng á. Cái này mình cũng chưa chùi rửa nữa nè em. 3/8, bề ngang 2/4, nặng 1,5 kg nè em, nặng. Xong, hai cây, let's go. Tiếp theo cây thứ ba, cây này mới lấy sao nè, lấy sao rồi thấy nó độc lạ nên lên cho anh em luôn. 400k anh em ha. 400k cho một cây thước thủy hả. Và cái độ nó đo là anh em coi nè, nó cũng lever anh em ha. Đó,
1 trên 50, 1 trên 50, 1 trên 100, 1 trên 150, 1 trên 200. Độ nghiêng phải không anh em? Độ nghiêng phải không? Đó. Cây này mới 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 là độc lạ nè, chưa thấy bao giờ nè. Đây nè anh em, từ ở giữa là số 1 ha, qua đây là 24. Từ giữa qua đây là 24 là cây này nè, cây này là 5 tấc nha anh em. 5 tấc. Ha. Đây có chỗ móc để treo nè. Đó. Nó có cái thông số nghiêng anh em ha, độ nghiêng ha. 1/50 nè, 1/100 nè, 1/150 nè, 1/200 ha. Cái này chắc là 1/1 quá, còn cái bìa nè, đó. Đó. Mình thấy cái độ nghiêng nước nó cũng khác nhau nha anh em. Hay ha. Độc lạ đó. Cán nhôm luôn nha anh em, full nhôm ha. Bề dày em nói 50. 50 thì ha, đúng rồi, 24 50. Còn bề cao em nói nè, 5 phân. Bề ngang 2/7. Cái này anh em nào biết thì chốt nha anh em ha. Nước thủy nó nhiều nhiều quá đi, 1 2 3 4 5 cái nước thủy. Ha. 5 nước thủy rồi. Đầy đủ luôn, 1 2 3 4 5 ha, còn sáng sủa nha anh em. Rồi, cái này hơi mắc ha, cái này độc lạ mà. 400k. Độc lạ thì bãi nó cũng biết độc lạ anh em ơi ha, chứ không phải là riêng gì quý bảo. Rồi. 37 38. 38 là mình có một cái cảo cảo ép mã 438 300k. Cho một cái cảo ép của thằng Lotter. Em này thứ tay quay nha anh em. Tại sao đem về thứ tay quay đem về, nhưng điều nó cảo nhanh nha anh em ha. Nó cảo nhanh. Đó. Độc. Độc vừa lạ. Ha. Đó. Lotter ha. À, Lotter. Hiệu con tôm càng. Cây này nặng nhiêu? Cây này nó nặng 1 kg 50. 1 kg 50. Rồi coi cái bề dài nó nhiêu. Bề dài tổng thể em nói là 24 phân. 24 phân. Ha. Giới hạn chụp C em nói là 6 phân rưỡi. Ha, tới đây anh em ha, là 6 phân rưỡi lòng trong nè. Ha. Cái này gọi là phủ bì ha. Rồi, ở vòng trong nha anh em, 6 phân rưỡi. Cây này chụp vít me cũng còn khá ok mọi người ha. Răng hàm mặt em nó cũng còn khá khá đẹp á anh em. Kéo xuống nè, bật lên kéo xuống nè anh em. Đó nè, không đẹp, chụp vít me ngắn ngủn nè. Thiếu cái này xíu anh em ha, nhưng cái này độc quá buộc phải đem nó về thôi, biết sao giờ. Đó, nó có giữ nè nè ha. Rồi 300k xong. À, 308 309 250k cho một cái bỏ lít cổ điển của thằng Jetmark. Ít khi nào mình thấy cái này thường thường không có chữ anh em, nhưng mà đây nó có chữ Jetmark ha. Jetmark đó, đầu búa thì nó cũng hơi có dập ha, dập chút đỉnh ha. Đó. Hàng quá cổ thì cán gỗ xấu ha, cán gỗ rồi. Đó. Nhỏ thôi nha anh em. Này có nặng nhiêu? 4 lạng rưỡi. 4 lạng rưỡi. Hàm nó hở đều. Cái hàm nó hở đều. Đó anh em. Hở đều. Rồi.
Đây là cái mỏ lết cổ ha, có búa luôn nha anh em. Đồ này làm nhanh anh em ha. Này nó kẹp nhanh nè. Đó, đưa lên đi xuống kẹp. Có búa đóng ha. Cây này nhỏ nha mọi người. Đó. Cây này về làm cái cổ rồi anh em ha. Làm sừng luôn cho nó sang trọng. Bề dài nó 20 rưỡi, bề ngang đầu búa 5/2 mini vừa tầm tay. Cứng nha nam. Hàng quá cổ luôn rồi. Hàng này anh em mà có xe lớn thì đây là xe nhỏ nè anh em. À, đặc biệt có chữ ha, chất mát ha. Rồi 250k. Xong. Let's go. Mấy cây này về cái công chùi không cũng đủ mệt rồi anh em ha. 49 39 440. 440 là 400k cho một cái kềm của Mỹ. À, kềm của Mỹ nha anh em. USA nè mọi người. Rit USA. À, sản xuất tại Ohio. Răng hàm mặt nó thì thôi rồi nữa nha. Cổ mà răng hàm mặt nữa nè. Đó. Tiền bạc luôn đó. Đây nè. Thấy không? Đặc biệt là cái kiểu dáng nó độc lạ nè. Để coi nó mở ra được nhiêu. Mở được 6 phân nha anh em. Mở ra được hết hàm là 6 phân. Đây là của Mỹ nha anh em ha, của Mỹ. Mình là cứ thể mà đồ Mỹ, đồ mà châu Âu là sớm muộn gì cũng phải về thôi. Mình là chuyên xài đồ Mỹ anh em. Mình ngày xưa là mình là chuyên xài đồ Mỹ. Anh em nào mà có người vượt biên á, vượt biên rồi đó, anh em biết vì đó hồi đó đồ gửi đồ Mỹ về á, thùng á, anh em biết không? Đó, anh em nào mà đó mà có lãnh đồ Mỹ đâu biết ha. Bà già mình là chuyên môn cho mượn tiền ở trong đó, trong sân bay thứ nhất. Ra là mình xài toàn đồ Mỹ không? Quần jean ha. Áo caro Mỹ ha, quần sọt Mỹ, tích kê nhung, nâu đen, cà phê sữa, bạc xỉu, rít chít nha anh em ha. Đó, này để là E12 Mỹ nha. Còn mà hàm răng còn đẹp nữa nha mọi người ha. Cái độ nghiêng nó cũng độc hơn ta nữa nè. Độc hơn. Rồi cái này dài nhiêu? Đó hồi đó ở quê lên Sài Gòn vô sân bay lãnh đồ đâu mang theo tiền anh em. Rồi đóng thế thì bà già mượn bà già mình. Rồi xong mượn xong rồi đưa về nhà luôn. Khui thùng ra mà mình nói anh em nghe, khui thùng ra mà đậu chơi là biết là của mình rồi đó, cứ đậu chơi là biết là của mình rồi đó. Đó mình thấy đồ chơi là của mình rồi. 400k máy bay ha, máy bay bật lên nó xè cánh ra chớp chớp đèn ha, súng hai cây nhét là mấy cái đó là không xảy với mình. 440 441 320k cho một cái mẫu lớp ha của thằng Lotter chuẩn Nhật, 300ml da băng đầy đủ thông số cho anh em chọn lựa, răng hàm mặt, môi nè nhìn anh em, môi em nó làm như liền nguyên khối vậy, thấy không? Đó, đó nhỏ nhỏ chứ mặt thằng đồ Mỹ của anh em. Quần tích kê nhung, trời ơi,
quần jean này thôi. Mọi cái quần xà lõn của Mỹ không cũng đã đi. Ở ngoài xà lõn trong có thêm cái quần nhỏ nữa. Dầu xanh nè. Đẹp nha anh em ha. Nhưng mà nó cũng không ấn tượng bằng đồ chơi, cứ thể cứ là đồ chơi là ngoại trừ búp bê thôi. Bề dày nó là 30 nè. 320k. Xong. Tiếp đến mình có một cái combo. Một cái combo bướm bướm chúa. 442. Một combo cho mấy anh có mọc luôn nha anh em. SS ha. Anh em coi hai cái đầu nè. Bén nhọn luôn nè, không? Không có tà gì trơn nha anh em. Thấy chưa? Đó, ra vô cũng ngọt ngào ha. Đó, nặng nha anh em, còn rất là nặng. Trong là không có vấn đề gọi là cứng cá hết nha mọi người. Đây có mọc ha. Hai chữ SS đó. Bướm bướm chúa ha. Này mấy anh làm bên cơ khí rồi đó ha, biết vậy thôi. Rồi bề dài nó nhiêu? 50. Anh em thấy cái 50 chưa? Cũng hiếm gặp ha. Đây, mình xuất hiện trên mình lần đầu một cái, trời này thật sự ra cái này mà để phòng thân thì chắc cũng đã rồi nha ha. Đó, anh em đúng không, vừa tầm tay nè, có nặng nhiêu, nặng 1,5 kg, 1,4 kg, trời ơi, ngắn ngắn thì cầm dày ha, còn mà gặp nào cầm dài thì mình căng nó ra gấp đôi luôn rồi xong luôn, hết chơi. Còn này là này để vô cái là thành hai lỗ luôn ha, nó để vô cái thành hai lỗ. Nặng anh em ơi ha. Rồi 400k này anh em là biết mới giờ ngó tới thôi, liếc tôi bỏ qua thôi chứ làm cái gì giờ. Xong tiếp theo đây cũng là mới về, chùi miếng dầu lên luôn ha. 443 triệu anh em, của thằng Somat ha, hãng cảo C, nó nhiều hãng làm đó mọi người ha. Bè, Super, Supreme, Lotter. Đủ ha. Hàm 150. Somat anh em biết ha. Em này nó chỉ có một cái lỗi lầm nhỏ nhỏ. Đáng được tha thứ. Thiếu một tay. Thiếu một tay ha. Đó. Ra vô thì cũng ngọt ngào. Cái này nó 3 chiều nha. 3 chiều anh em ha. Đó. Cảo ra cảo vô, cảo đâm ngang nữa. 3,5 kg cho combo cặp này anh em. Nặng nha ha. Rồi nó là 150 mm là biết rồi ha. 150 mm là biết rồi. Bề dày tổng thể em nó bao nhiêu? 27 em. Anh em 27. Giới hạn chục C đó nè. 10 phân. Cái hàng chục C nó 10 phân. Trừ cái đầu này ra đi, trừ cái đầu ra còn 8 phân em, 8 phân. Đây là chưa chùi rửa nha anh em, mới vô dầu nhìn coi nó được mắt thôi chứ chưa có lau chùi hết trơn á. Nhưng mà có gì đâu lau chùi, cái này về anh em càng xài càng đẹp đó thôi. Tiền làm còn đầy đủ ha. Em này chỉ có đúng một cái nhược điểm là thiếu cái đầu này nha anh em ha. Thông cảm bỏ qua cho em đó nha. Bởi vì mình muốn đi cặp. Cứ đi một cái thì lấy một cái thôi. Vừa muốn đi cặp. Rồi. Chẳng tròn. Một chai. Một chai triệu anh em ha. Rồi xong. Let's go. Còn em này thì không được giá, để cũng để chân chơi với mọi người. Bắt đầu chân rồi. Ha. Tiếp theo. Mình có một cái dũa gỗ. Ha. Dũa gỗ nè. Nó của thằng Sino Mắt in da băng anh em ha, cán đẹp ha, có chút bụi bãi nhưng mà hình như là còn chưa xài nữa,
bên này bên 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 khóa nè, bên này bên nhuyễn nè anh em ha, có chút bụi bẫy ha. Cái này mình lấy về nhúng vô dầu cái lau chùi đưa lên cho anh em coi liền, bởi vì mình biết trong 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 tiềm thức của nó là còn rất đẹp anh em ha, rất là đẹp. Rồi nói những cái cán anh em biết rồi, rồi còn đồng luôn là anh em ha. Cán gỗ này là mà vũ gỗ ha, vũ gỗ bên đây là thưa nè, bên đây dày. Cây này mình lấy về lần này lần thứ hai, tại sao lấy? Bởi vì còn mới. Bây giờ em nói là 39, cái lưỡi dũa của nó là 27. Anh em nhìn cái trong mấy cái khe khe này, cái màu thép của nó vẫn còn luôn các mọi người ha. Rồi mã 445 280k xong, số 444 chưa lên. Cái này cũng mới xuất hiện lần đầu trên Quý Bảo đây, ít khi nào mà lấy mấy cái linh tinh lõi nhỏ về lắm anh em, đúng không anh em? Coi kinh mình biết rồi, mình chơi giờ này chơi đồ sộ mà. Ba số 4 180k cho một cái kìm, kìm có bọc thì kêu là kìm điện, còn kìm không không bọc thì kêu là kìm nguội ha. Cái này thì là kìm điện vậy đi ha. Rồi kìm điện nó là gì đây, của hãng Meri, Meri anh em ha, chuẩn Nhật đúng không? Rồi giờ kiếm miếng kiếm kiếm đồ test em nó thử cái nha. Rồi có sẵn đây luôn ha, test thử em nó cái mọi người. Ngọt ha, ngọt ha, ngọt quá quá ngọt. Rồi giờ tới cái răng hàm mặt em nó ha. Ok anh em, ở đây cũng có răng nè, để cho mình mở ốc rồi ha. Răng đều hai bên là bốn tứ băng luôn đó mọi người. Răng em này là phải còn 80% nha anh em ha. Mary cán thì sửa sửa điện được, nó không có lòi xương, lòi xương là chết luôn á, lòi xương đó anh em làm kìm nguội anh em ha. Đó Mary ha, chuẩn Nhật nha anh em, chuẩn Nhật này xây cũng 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 loại lớn à, 21 rưỡi anh em, 21 rưỡi cho cái kìm Meri chuẩn Nhật ha, hoạt động hoàn hảo. Môi anh em nhìn nè, môi liền môi, môi em nó liền môi ha. Ở đây nó hở rảnh hở nha anh em ha, hở hở đều nè, nó răng cỏ còn ok ha. Lần đầu tiên mình review cái này. Lần đầu tiên mình review mấy cái thứ này đó, nhưng mà cái hãy hãy có cán thì kia kìm kìm điện đó anh em, còn không không có bọc này kia kìm nguội thôi à, đơn giản vậy thôi, như đang giỡn vậy đó, không có gì trơn ha. Đây cũng có chút xíu nha anh em ha, chút thôi đó, nhiều bấm là cũng ok mọi người. Không 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 thấy ha, không thấy ánh sáng ha, chưa thấy, đưa lên trên sao thấy, bây giờ thấy nè, không thấy ánh sáng anh em. Ok ha. Rồi 180k cho một cái kìm điện, muốn điện điện muốn nguội nguội, cái này đa năng nè, tại vì cái này vừa làm điện vừa làm nguội được, còn cái nguội thì chỉ có làm nguội thôi chứ không làm điện được hai anh em, đa năng xong, let's go. Rồi tiếp theo này 444 445 đâu, rồi thôi 446 luôn đi, 446 cái hộp này chốt nè anh em, chốt hộp này anh em dỡ cái này lên cho anh em thấy ha. Rồi trước 446 a 300k, 300k cho một cái cảo bật đạn vừa trong lòng bàn tay anh em, kiểu dáng thùy mị như trái tim vậy anh em, như chơi 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 đào vậy anh em ha. Đó
thùy mị, nhuyễn nhỏ, mới ha. Nó là 100ml có nghĩa là 4 inch ha. Đó, mới nha anh em ha, mini thôi à. Đó, có lòng trong lòng bàn tay nè mọi người ha. Dở ra thì giống như gì đây, cái nén mùa xuân được không em, cái nén mùa xuân đó, gần tết rồi, đúng là cái nén mùa xuân. Còn vô vậy là trái tim nhân hậu ha, được chưa, nhỏ nha, nặng nhiêu 3 lạng 300g rồi, 300k cho một em mini nhỏ nhuyễn, mini nhỏ nhuyễn xong. Tới em này đại bàng lại ca hơn chút, 450k, 450k cho một cái cạo lớn ha. Đó, cạo này mà còn đẹp nha anh em, ốc cán còn đầy đủ ha. Da bằng ha anh em, da bằng ha, rơm van đùm, rơm van đùm là thép không rỉ anh em, đẹp ha. Mấy cái đầu là còn đẹp luôn nha, hình như là chưa qua sử dụng hay sao á, quên xài đây, quên xài anh em, chục chích me còn khá đẹp, quay nhẹ tay, đầu thì lục giác, khá đẹp anh em ha. Đó, rồi một cái cảo, một cái cảo bật đạn, một cái cảo bật đạn ngoài ha, một cái cảo bật đạn ngoài 450k. Tại sao là mình lại còn thêm cái chữ ngoài trong đó kỳ vậy, cảo bật đạn hay được rồi còn chi, còn thêm cái chữ ngoài chi nữa, bởi vì ngoài thì nó phải có trong. Đây, một cái cảo bà đạn trong nè anh em. Thật sự ra là cái này là mình nghe giang hồ đồn đãi là cái cảo bọc đạn thôi nha anh em, chứ thật sự mình không biết sao cảo ha. Cái này anh em nào thầy thợ thì mới biết thôi ha, không biết sao cảo bà đạn ha. Mình mới lấy về, lúc muốn lấy về thì mình nghĩ là cái đục, nghĩ là cái đục cầm cho nó. Mà một số anh em nói là có một bác ở quận 12 nói này là cái cảo bật đạn trong ha, của thằng Inaba mới nha anh em, mới ha. Và đi kèm theo nó, đi kèm theo nó, cái này chắc mình nghĩ chắc đóng bật đạn quá. Đây, Ibana luôn nè, 3/8 Ibana 3/8 mới anh em, hình như chưa sử dụng mọi người. Đó, này chắc là để đây hả, đúng vậy luôn anh em, này muốn biết sao sử dụng nha. Đó, mình là chuyên môn chơi, mình chơi từ nhỏ luôn mọi người ha, đánh mình vậy đó, mình từ nhỏ. Mình bây giờ năm mấy tuổi chứ thật sự ra mà nói cái tính tình nó cũng như thở đôi mươi, chỉ có cái phụ tùng là nó rỉu rảo thôi, chứ còn tâm hồn nó vẫn vậy, không khác gì chứ, vẫn còn thích chơi. Đây à, không nhiều thấy nhiều người tuổi nhỏ thì giỡn hết vui vẻ, lớn lên bắt đầu chuyển qua đầm tính này cái nọ, thấy đổi tính rồi luôn, vẫn còn điên mình. Mình thấy nó trời xíu nó y chang như cái thở ban đầu, không khác gì chứ, thậm chí còn giỡn nhiều hơn nữa. Đó anh em, bây giờ chưa đo, bây giờ tổng thể pha cái này mang hơn nhiều xíu. Cái này là bề dài của nó nè, bề dài của nó là 28.5 anh em, 28.5. Rồi cái cốt ngoài này nè, 1/1 nè, rồi vô cái cốt trong nè, 2 phân ha, rồi qua cốt này 1/4 ha, 1/4 1/1 2 phân ha,
xong có đo luôn này, nãy giờ nói chuyện mà quên đo cái này luôn. Đo thử này coi, 3 phân rưỡi, 4 phân, 1 phân tư anh em, 1 phân tư đó. Thông số rồi rõ ràng hết anh em, nghe kỹ xem kỹ và suy nghĩ thật kỹ nha anh em ha. Xong còn bụi bãi luôn hả anh em, nhưng mà thật sự là cây này quá mới luôn, chưa xài luôn anh em ơi, chưa có cứng cá đầu, nó còn đẹp lắm, đẹp. Rồi một hộp giá tiền sớm thấy à, đây 550k anh em, mã 447, 550k. Xong gặp sách luôn, gọn quá anh em ha. Cái ngoài thì nhiều ha, nếu mà đằng ngoài nhiều của bạn đằng trong là hiếm lắm nha anh em, hiếm á. Mày chắc hơi hố à, thôi kệ đi, bao lâu mới gặp lần. À, đến với kênh của Quý Bảo thật sự ra là nhiều khi anh em mua những đồ rất là giá rất là bất ngờ, bởi vì Quý Bảo không có chuyên về cái này, thật sự là không có chuyên, không thể mà cái mã 448, 480k cho một cái hộp mica bụi bãi, một cái thước băm mê. À, còn bụi bãi nha anh em ha, à, cũng mới về luôn đó, mới gì về ha, à, vẫn còn thấy anh em thấy còn bụi bãi không ha, à, nhưng mà tại vì mình đã test trên bãi rồi nên đâm ra mình đem về cho anh em lên luôn cho anh em. Ra vô hoàn hảo nha anh em nè, nó là cái độ sai số nó là 0.01 ha, nó đo từ 0 tới 25 mm. Nó là hiệu con chim cánh cụt nè mọi người ha, hiệu con chim cánh cụt nè, thấy anh em đó, ra vô hoàn hảo nha anh em, ra vô hoàn hảo. Không, để mình xịt miếng R7 nhìn cho nó tươi mát xíu nha mọi người. Rồi anh em, sau khi đã cho trái em nó một tí chút béo thì có vẻ như là ngoại hình có vẻ sáng sủa hơn nhiều hết anh em ha. Đây số má còn đầy đủ ha, 0, 5, 10, 15, 20, giống như chơi lên 10 vậy ha. Rồi quay vô, ok, siết lại ha. Rồi coi nó lắc tắt không, có tiếng lắc tắt, ok ha, thả ra siết vô. Độ sai số của nó là 0.001 nha anh em ha. Này nó còn hơn cái thước kẹp nữa. Rồi, thiết lại. Vào cái nha mày. Rồi, nghe lại cái lắc tách không nha anh em. Lắc tách ha, lắc tách. Rồi, một cái thước bơm mê đo từ 0 tới 25 mm, độ sai số 0.01. À, còn hộp 480k. Xong. Let's go. Tiếp theo một cái hộp 449, cũng không biết đo cái gì, đo ký mà không biết đo ký gì á ha. 449, 750k. Đây, chưa qua sử dụng. Còn thùng luôn. Togo, à, tem luôn. Đây là xia. Ha. Rồi. Trong đây thì cái này anh em nào biết thì mua hả anh em. Đó. Một bộ như vậy. Rồi cho anh em coi cái đồng hồ. Rồi mình cũng biết mắc rẻ nữa. Đó. Đo ký nè, trên cm khối nè anh em.
nó đo được 70 kg, sản xuất tại Osaka. À, mới nha anh em, mới bóng bẫy luôn, mới. Giờ đi, đi kèm theo phụ tùng để coi cái đường kính này có nó nhiêu, chưa gì cũng bỏ vô rồi à. Nó là 8 phân nha anh em, 8 phân đẹp ha anh em, mới à, inox mà thép không rỉ, stainless đẹp ha. Đi kèm theo nó là một số cái phụ tùng đi theo nó ha anh em. Đó, một dây đi tính sao đi, còn một số đầu nữa, coi như theo quan sát đây là đủ bộ anh em, theo quan sát đây là đủ bộ. Cái này là thật sự ra anh em nào biết thì gọi là quá rẻ, còn anh em nào không biết thì bấm qua thôi, mà mình thì mua sau thì mình tính tiền cà phê rồi mình lên thôi ha. Cà phê cần kèm thêm tô phở nữa, rồi thêm một chén tái, bỏ cái hộp gà vô nữa, vậy đi. Không độ này, bộ này mà xài cũng nhật rồi thôi, hết chơi nha anh em ha. Cái như đồ đủ rồi, một hai cái như không thiếu cái lỗ nào đó, mọi người thấy không đó, trong cái hộp này không thiếu cái lỗ nào hết trơn đó. Đó, có thêm cọng dây này nữa ha. Rồi này cũng không biết review sao, vậy thôi. Ok, này với anh em nào biết thì chốt thôi chứ sao. Cái hộp này thì nó hơi cứng cá nha anh em, cái hộp này nó hơi cứng cá, về chỉnh sửa lại là ok. Để coi mình chỉnh ra xem tại chỗ mà được không. Không được em ơi, nên về chỉnh lại ha, chỉnh nắng vô lại ha. Rồi, cái mã 449 750k đừng rời khỏi màn hình anh em ơi, thấy chưa, lấy điện thoại lên nè ha, lấy điện thoại lên. Xong hết luôn, mình thấy hộp mình hay đem về lắm mọi người, nhiều khi dở ra trong cái 448 tôi sẵn làm luôn cái này luôn đi, hộp mà cái hộp nè cũng hộp nè đó. Cái mã 450 đó, cho một cái hộp gì đây của thằng Tesla ha. Ở đây để là từ A tới Z, A tới Z ha, vậy là 24 chữ cái cho anh em, từ A tới Z 24 chữ cái ha. Cái cỡ chữ của nó là 2.5 mm nha anh em, cái cỡ chữ của nó là 2.5 mm ha. Bộ chữ, bộ đóng chữ, đục đóng chữ 24 chữ cái đây, 24 chữ cái đó, cỡ chữ của nó là 2.5 mm. Hộp nó là đủ nha anh em, 3 × 8 = 24 nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 lần 9 thì trong đây chắc có vài cái số ha, đúng không, 24 chữ cái thì 8 3 24 thôi, nó còn ba cái chữ gì nữa ha. À, đầy đủ nha, hộp kích trịch nè, không thiếu nè ha. À, nhìn rồi biết rồi ha. Rồi cái cỡ chữ nó là 2.5 mm nha anh em, 2.5 mm. chín lần ba hai mươi bảy, mà tại sao có 24 chữ cái mà sao tới 27 lần ta. Thôi thì đủ 24 chữ cái là được rồi ha, dư luôn ha. Rồi một cái hộp này à, mình có đo gì không, chữ thì đo gì đâu, đo bây giờ chỉ có cái này coi, 6 phân rưỡi 6 phân rưỡi
một hộp đục chữ từ A đến Z, 400k. Xong. Tiếp theo là mã 451. Mã 451. 900k cho một cái khay đựng mũi khoan. Nó của hãng Checkmate nè mọi người, Checkmate. Nó là từ đây coi số nhỏ nhất đâu. Đây. Từ 6 ly cho tới 13 ly nha anh em ha. Mà trong đây là có những cái số lẻ ha. Ví dụ như 80, 81, 82, 84, 85, 85, 89 ha, số lẻ. Cái này thì thật sự là anh em nào làm bên cơ khí nên mua món này ha. Cái mũi khoan mà tính bằng ly thì anh em phải biết rồi, không thể nào mà để lộn xộn được. Có khay này phải có ha. Ở dưới bằng gang, ở trên bằng nhôm. Còn cái mũi bằng thép ha. Mũi thì mũi thì mình thấy nó cũng đa dạng như Achi ha, anh em rất là nhỏ, đọc không được luôn, chữ rất là nhỏ, nhưng Achi của mình thấy cũng có vài mũi ha, rất nhiều hãng, rất nhiều đây, rất là nhỏ anh em ơi. Đặc biệt những này Achi nè mọi người đó, mũi khoan nha, mũi đó mình thấy còn rất là mới nè anh em ha, đầu chưa có tà gì trơn nè đó. Rồi coi đây bao nhiêu mũi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 mũi ha, còn được tổng cộng là 19 mũi anh em đó. Rất là quan trọng là cái hộp cái khay thì thôi, chứ còn đây anh em ở dưới bằng gang ở trên bằng nhôm ha, khá đẹp. Anh em nhìn mấy hai góc này là tháo nè, còn đẹp luôn, sáng sủa luôn nè mọi người đó. Khay này cũng khá nặng nha, rồi lúc cán luôn rồi ha, lúc cán này là phải 3 kg. Dưới bằng gang, trên bằng nhôm, mũi bằng thép, 900k một cái khay đựng mũi khoan. Quan trọng là cái khay nha anh em ha, quan trọng là cái khay. Mã 451 xong, let's go. 452 một sản phẩm cũng lâu lắm rồi, cũng ít khi nào xuất hiện trên màn hình quý bảo. Một cây rửa chưa chùi anh em thấy không, còn bụi bãi nè, chưa chùi đó, có chữ Nhật. Cái anh em tướng sĩ tượng nè, xe phóng ngựa luôn, đủ bộ luôn. Ok chưa, lưỡi đẹp nha, chưa chùi bằng gì là em biết rồi ha, hiểu hả, còn tem luôn ha, cứng khừ nha anh em, chốt liền anh em ơi, chốt liền. Cái này có nặng nhiêu, nửa ký, gần nửa ký rưỡi nha em, gần nửa ký rưỡi, cầm vừa tay lắm mọi người, cầm rất là vừa tay ha. Bề dài 40, lưỡi nó là 17 phân, bề ngang lưỡi 6 phân, bề dày của cái lưỡi 5 ly không, 6 ly mấy luôn rồi anh em, 7 ly, 6 ly mấy, gần 7 ly ha, lưỡi không mẻ nha mọi người, những này phải về mài nữa ha, đó, không có mẻ nha anh em, đây, ha, không có mẻ, em này nó mình thấy còn mới luôn anh em, ha, này về chú bác mài lại cái thôi là cầm vừa tay luôn mọi người, đi rừng đi này kia ha, đó, đó. Ok chưa, rồi 550k, xong. Tiếp theo mình có cái xẻng mini 543A, 300k,
mất tem nha anh em. Liền đúc liền nguyên khối nè mọi người. Đúc liền nguyên khối một cái xẻng mini ha. Đó, nhỏ thôi nha. Bề dày tổng thể em nó 80, bề ngang 17, bề dài của cái 22. 22 đúc liền nguyên khối luôn nha mọi người, đúc từ 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 trên dưới luôn, cán anh em. Liền lạc ha, không cứng cá gì ha mọi người. Không cứng cá vậy ha. Đừng hỏi tại sao nó có bụi bẫy nha anh em ha. Đừng hỏi tại sao cái đó khó trả lời lắm ha. Những câu hỏi khó đỡ. Tại sao nó có bụi bẫy? Bởi vì nằm ở bãi ha. Rồi 300k. Xong. Let's go. Tiếp theo có một sản phẩm. Một sản phẩm. Mua rồi mới thấy. Mua rồi mới thấy. Em này thì đẹp anh em. Giày cơm ha. Nhưng mà của Corai, Corai Hàn Quốc hả anh em? Hàn Quốc hả? Hàn Quốc chứ phải Trung Quốc nha. Đó. Hàn Quốc. Đẹp nha mọi người. Hả? Korea. Korea, Corai Korea. Đập na ná thôi. Korea hả? 400k thôi nha anh em. Bớt xuống này bạn. 400k. 400k cho cây okay, em này còn khá mới mọi người. Dày nặng dày. À, cái mã 453B 400k. À, bớt xuống 50 liền. Còn tem này anh em, cái cán nè, màu sơn nè, còn đẹp luôn nè. Đó. Cứng ngắc luôn, cứng cừ luôn anh em. Ha. Đẹp. Gỗ còn đẹp không nè. Nói chung là cây này quá mới đi. Quá mới. Đừng rời khỏi màn hình, còn những cái còn độc hơn nữa. Đừng rời khỏi màn hình chú bác ơi. Đừng rời khỏi. Bề dài nó 97 phân ha. Cái lưỡi của nó nè. Dài lưỡi là 29 phân. Bề ngang lưỡi là 22 phân. Rồi. Giá bán em nó là 400k ha. Vừa tầm tay nha anh em ha. Chắc luôn mà không có dấu hiệu sụt sịt gì hết trơn ha. Cầm này thôi rất đẹp. Rồi 400k đừng rời khỏi màn hình, sẽ có những vật độc lạ hơn nữa. Rồi xong lát vô. Rồi cho B. B là một món độc lạ. B độc lạ thì cũng độc lạ thôi, hai cái này đều độc lạ hết. À, 454A. 454A. Mình bán em 350k. 350k cho một cái bốn chia. Ha, à, hiệu con voi nè anh em. Đây. Này để xúc lúa hả anh em? Xúc lúa hay gì? Hả? Xúc rơm mà, xúc rơm hả? Xúc rơm hả anh em? Quên. Có làm đâu biết. Xúc rơm hả anh em? Ha. Phun kim loại nha anh em. Phun kim loại. Ở đây thì có gân ha, chống trơn trợt ha. Phun kim loại. Bề dài này coi nhiêu? Bề dài tổng thể của em nó là một thước mốt luôn. 1m13 phân ha. Cái lưỡi ba chia của em nó là 32 phân. Bề ngang này là 23, ngày 32 của ngày 23. Còn đẹp nha mọi người. Quan trọng là cái này ha. Này xúc rơm hả anh em? Này để xúc rơm mà cho bò ăn hả? Đúng không? Xúc rơm cho bò ăn nè. Mình nghĩ vậy. Cán liền lạc ha. Cán liền lạc. Tay cầm liền lạc nha anh em. Sắt luôn, full sắt luôn nha. Full kim loại. Rồi nhìn tổng thể em nó lần nữa. Ok. Mã 454A.
350k này mua về, mua về để chiều lòng mọi người, chứ còn 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 thật sự ra là cái này đóng hàng đã cực rồi, rất rất cực ha. Bởi vậy anh em cũng cân nhắc là mua nghe anh em, tất cả những sản phẩm quý bảo không bao ship nha anh em ha. Như cái này mà anh em kêu chuyển khoản bao ship đi, rồi chuyển khoản bao ship anh em xong rồi coi như là cái món này làm ăn thun luôn, trơn thun luôn, trơn hình luôn. Ở đây nó nhỏ hơn nè anh em, đây nó có cái gân nè, chống trơn trượt nè ha, còn chỗ này nhỏ nè. Rồi xong, let's go, đừng rời khỏi màn hình anh em. Có một vật thể ha, một vật thể này thì mình chưa biết nó là một cái thứ gì ha, nhưng mà mình nghĩ nó là múc múc lấy cái chừa nước lại, không biết cái gì mà múc lấy cái chừa nước lại. Mã 454B 250k, nó dài tầm 1,5 thước, 1,6 thước luôn. Đây anh em, nào từ từ ra, đừng cười nha, đừng cười. Kích này là gì đây anh em? Múc lấy cái chừa nước lại làm sao? Làm sao? Dày nha anh em, dày 3 ly luôn đó mọi người. Mà theo mình nghĩ này là cái để móc 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 cống rồi nè, hả? Mình nghĩ vậy á, còn em nghĩ sao thì comment cho em biết ha. Chết mát ha, chết mát hẳn vôi luôn nè, mà nó dài thôi rồi đó nha, dài thường thượt luôn mọi người. Đây đó, chưa hết nữa đó, trên màn hình anh em là chưa hết nữa, mình đo được cái dài tổng thể của nó nhiêu. Này mình nghĩ móc cống anh em, bề dài 1,5 mét, bề dài nó 1,5 mét. Bây giờ chiêm ngưỡng ngày thôi, chứ còn cái cán thì nó tròn tròn ngỗng thôi, có gì đâu ha. Xích mát nè, được con voi nè. Cái này là anh em làm gì comment cho mình biết nha. Cái này là mình thì nghĩ múc cái chừa nước, múc cái mà chừa nước thì là cái gì đây, mình nghĩ chỉ có móc cống thôi anh em ơi, không mà anh em còn biết cái gì nữa hơn thì comment cho mình biết nha anh em ha. Đó, nó dày cộm luôn mọi người. Để coi, nó dày mà không đo nó miệng không à. Cái đường kính này có bao nhiêu? 14,5. Mình lấy về mà mình trên xe đường về mình cười hoài, không biết nói gì, nói này là cái gì, cười hoài. Rồi để đường kính dày, độ dày nó bao nhiêu? Khó khăn chứ. 3 ly anh em, 3 ly dày cộm luôn. 3 ly ha, dày lắm nè, nè nè, nhìn nè, cộm luôn. Cái này múc ăn cũng không được, múc múc cái gì cũng không được, chỉ có múc cống thôi, thông thông cống thôi ha. Bờ dài 1,5 thước đó, cái lỗ ga đó mọi người, đúng không? Mình nghĩ vậy, dài mà thọt xuống nè, múc cái chừa nước nè đó, vậy đó. Rồi mã 454B 250k xong, let go, dài nó 1,5 thước nha anh em. Rồi tiếp theo là mình có một cái đe sừng trâu, đe sừng trâu 600k. Đe này nặng nhiêu? Nó nặng 1,7 kg nha anh em, mém 1,7 kg thôi, của thằng Lucky nè mọi người, Lucky đó. Anh em lấy thước ra đo đi anh em ơi, để nhỏ mà. Lấy thước ra đo anh em, nó nhỏ nha. Anh em nhìn có thuốc nè, đó, khỏi đo nhìn có thuốc cũng được. Hôm nay là mình là kẻ cứu rỗi một vàng nghe câu cho anh em, cứu rỗi. Không anh em nào lấy thì mình lấy ha. Đó, trước mắt là cái đe ha. Rồi, bề dài tổng thể của em nó là 16 phân. Bề dài mặt đe là 11 phân. Bề ngang của em nó là 4/8. Bề cao của em nó 9 phân. Lucky anh em.
giờ mình tự nhiên mình mới cảm thấy nhìn cái đen nó hay hay. Chứ ngày xưa thì thật sự anh em đưa mình chưa chắc mình đã lấy ha. Rồi cái đen này bán em 600, 600 cho một cái sáu cân. Rồi tiếp theo anh em, tiếp theo là mình có một cái eto để bàn mini mã 5456, mình đó anh em 950k, 950k cho một cái eto mini ha, để bàn đây liền bơm nha anh em ha. Khi anh em chốt cái này xong á, anh em muốn để cái này thì để ha, anh em muốn về tự sơn ha. Còn anh em nói là quý bảo mai cho em nó một cái áo ha, thì quý bảo sẽ sơn lên cho em nó một màu giùm anh em cho vui ha. Đó cái này là quý bảo, tại vì nó sơn màu đỏ anh em ha, nè anh em thấy không, cái màu đỏ nè, nhưng mà nó cũng chốc nhiều ha. Đó, 5 kg nha anh em. À, ví dụ như anh em nói là muốn sơn cái màu này, sơn màu này thì mới bảo sơn cho anh em màu này ha. Rồi anh em nói là sơn màu xanh bộ đội của thằng fan ha, thì quý bảo sẽ sơn màu xanh bộ đội, hoặc là cái này cũng fan nhưng mà hàng nội địa anh em không. Đó, muốn xanh kia xanh kia, muốn xanh này quý bảo sẽ sơn cho anh em này ha. À, trong vòng cái này trong vòng chừng 15 phút là xong, tay đi chùi hết rồi anh em ha, chùi hết rồi. Đó, cái này 3 ti nha anh em ha. Hàng này mình thấy rất là nhiều, mà thật sự ra là mình chưa thấy thằng nào mà nó có cái chữ hết anh em. Chưa thấy nào có chữ hết, nặng 5 kg nha. Đó. Rồi mình đo cái hàm cho anh em coi. Cái hàm này được 7 phân anh em ha, có đe luôn nè. Đó. Đó, ví dụ như anh em muốn sơn màu này, mình rồi có màu sơn này rồi, mình sẽ sơn cho anh em màu này ha. Còn muốn màu xanh rêu thì mình sơn cho anh em màu xanh rêu, còn muốn về tự làm thì về tự làm, không tính tiền, miễn phí ha. Đó. Ra vô ngọt ngào. Đây. Ba ti nha anh em. 10 chiếc me và 2 ti tròn ha. Đây. Ốc ác còn đầy đủ ha anh em. À, ốc ác còn đầy đủ. À, nó là màu sơn đỏ nè mọi người. Thấy không? À, cái này nó ra tay dài lắm anh em. À, có thể ra thì miếng nữa nè, ra luôn. Cái này để anh em làm trên thao tác trên bàn mặt bàn là ok, làm việc nhỏ, làm cái nhỏ nhỏ là ok. Ha, muốn sơn sơn cho nha. Riêng em này. Ha. Rồi hàm rồi. Dài ra được 5 phân này anh em, 5 phân. Đó. À, đây có hai chỗ để bắt ốc nha. Để lên bàn thao tác nha. Rất vừa tầm. Nha, 950k. 950k. Xong. Let's go. Tiếp theo. Ha. À. Tiếp theo là này chứ. Rồi. Ngày thứ này nè, tiếp theo một em chưa, từ từ có giá nha anh em, từ từ có giá nè. Đây một cái eto cổ ha, sâu tuổi ha, cốt tròn ha. À, hiệu này là anh em cũng gần nè ha. Em này có chấn thương nha, chấn thương của em nó nè đây anh em thấy không. À, bên chủ nhân nó làm lại cặp môi nè, làm lại cặp môi nè. Đó, do cái gờ dưới nè không còn nè anh em, thấy không? Thấy mọi người. Đưa lên cho mọi người coi. Đó. Ha. À, chủ nhân bển làm một cặp môi ha, à, mà coi như là không có ốc tán gì hết trơn á.
thì về mình đã để sẵn bốn ốc tán đi cho anh em, tuy rằng là ốc này phải mài lại ha, nhưng mà là ốc của nó à. Giờ này mình có ốc zin nhiều lắm anh em ha, yên tâm à, cốt tròn ha đó à. Rồi về cái này là để cho anh em phục chế nè, một sản phẩm đáng phục chế nè ha. Rồi quay lại đây à, mời hỏi tại sao không rước nó về, mình chỉ bán anh em với bằng một cái hàm 75 ha, của thằng Hero D, của thằng NBK ha, mà là một cái em cổ này nha ha, cốt tròn ha đó, về anh em phục dựng lại ha đó. Nếu như mà mình để mình kẹp không á thì cũng không cần phải lo hàm dưới anh em đó. Còn nếu mà anh em nào muốn mà phục dựng cho nó đạt chuẩn á thì nó cũng hơi kỳ công nha ha, cái môi này phải gia cố lưỡi cái môi ha, và cái hàm này là phải gọt bớt nè anh em, đúng không? Còn không bên bển là nó bỏ luôn hàm luôn, nó mài bỏ luôn hàm, nó mài nó bỏ luôn cạnh này luôn, nó làm cặp hàm này thôi. Nhưng mà giá là giá của một cái eto hàm 75 của thằng NBK, của thằng Hino D ha đó, hàng này là hàng cổ nha anh em ha. Ok chưa, liên lạc nha. Đây ha, em này sơn hơi phê, không bao sơn đó, này anh em về tự phục chế phục dựng ha đó. Và mình đã tìm thẳng anh em bốn ốc này về, chỉ cần mài ngắn ốc lại là đưa vô ha đó. Hàm đây rồi, cốt tròn ha anh em, hàng này cái này là hàng này hàng cổ điển nha anh em ha, lắp xích nha. Nghe không? Cái này là đáng để anh em nào mà có lý tưởng phục dựng là nó là một chiếc nhân phẩm ok, 1.350.000. Còn không tới anh em thì tới mình. Xong, let's go. Rồi tiếp theo một em Eto cũng là cái dạng cứu rỗi em nó ha. À, cứu rỗi em nó anh em nhìn cái giá anh em không bất ngờ nữa thôi ha. À, đây mã 459, em này nặng 22 kg, 1.250.000. Em này bị thương cỡ nào mà rẻ dữ bảo. Đây ha, anh em coi cái cốt nè, gãy cốt nè, gãy cái trục ra ha. Ở đây là chấm hàng nè, thấy không? Nhưng mà cái thương hiệu là anh em nhìn là anh em biết là hàng gì rồi ha, không cần phải nói nhiều ha. Đó đó, đó lỗi của nó là nằm ở đó ha anh em. Đây ha, đây nè, đây chấm hàng nè, còn đây là bị gãy cái cốt này luôn nè ha, gãy rời cái cốt này luôn nè đó. 1.250.000. À, thứ nhất là tại sao quý bảo đem nó về ha, để cho anh em thấy rằng không phải là không suy nghĩ để mà mua cái máy, mua cái tô này à, đem về cứu rỗi em nó. Với quý bảo á, cặp hàm này ha, mà bây giờ quý bảo ra đặt làm á thì cũng phải là 500.000, đúng không anh em? 500.000 cho cặp hàm này, và đặc biệt là có thể giữ lại được cái ti này, và đặc biệt là cái đằng sau này ha, như là nguyên cái ti, cái trụ, cái trục chích me và cái đằng sau này. Rồi thì còn lại tầm gần 20 kg, còn lại gần 20 kg ha, quý bảo ra thanh lý thì có thể là được 400.000, 20.000 kg, có thể là thanh lý được 400.000 ha, thì đương nhiên là không lỗ đối với quý bảo ha. Nhưng mà trước tiên thì quý bảo dẫn lên ha, cho anh em nào mà có ý tưởng ha, nhìn đi anh em, hình con đại bàng đó, hàm 125, môi em nó cũng còn khá ổn định, khá đẹp. Cái này không khép lại được là do dấu chấm hàng nè mọi người, thấy không? Ốc tán ở trong còn đầy đủ ha đó, đặc biệt ti rồi vẫn còn. Đây hàm nặng 22 kg nha anh em ha, đó cái này mà không bán được cứ bảo lấy được cặp hàm mà làm 500.000, mình tiện ngay 500.000 rồi anh em, nhưng mà chưa đẹp bằng cặp hàm, chưa ngon bằng cặp hàm zin của nó nha ha. Cái nhất, cái hai là cái trục chích me, và đặc biệt là có cái bộ sau này.
mình giữ lại thì nó phải còn gần 20 kg, ha, mình thanh lý nó sẽ được 400 ngàn, thì nó cũng vô cái giá 1.250.000, ha, đúng không? Đó, vì thấy ra mình biết không lỗ, tuy rằng không lời nhưng mà mình vẫn đem về, ha, để cho anh em nào có ý tưởng gì đó thì mua nó, ok chưa? Chích mát, ha. Orina ba tên, ha, đó. Ha, nhớ nha, chấn thương nặng nha anh em, ha, chấn thương nặng, đó. Chấn thương rất nặng nha, nhưng mà dí bảo thì nó sẽ không có gì gọi là lỗ lã, ha, đây. Còn anh em nào mà cảm thấy về phục dựng nó lại được, ha, thì cái giá nó chỉ có bằng một cái eco hàm 75 của thằng, cũng của thằng Hero D, của thằng NBK, ha, đây cặp hàm đó anh em nhìn đi, rồi cũng còn rất là ok, thấy không? Đó, 22 kg nha anh em, đó. Khá đẹp ha, chữ nè, kiểu dáng mình nói cái kiểu dáng nha anh em, khá đẹp nha, thương hiệu này là cũng là một thương hiệu đỉnh ha. Rồi em này là nó chỉ là vậy thôi ha anh em, ha, anh em là cân nhắc trước khi mà mình nghĩ là cái này sẽ đi ha, với 1.250.000 rồi sẽ đi đó, mình cũng kiếm được một tô cháo gà, ha, kèm thêm dĩa gỏi với 4 lon bia, được chưa, cả nhà đều vui, ha, cả nhà đều vui, xong lết vô để coi là 27 rồi, tiếp theo. Ôi, tiếp theo mã 460. 460 nặng 26,5 kg. À, mình bán anh em 3 triệu qua. 3 triệu qua cho một cái thằng fan. Đây. Mình moi đi anh em. Fan ha, hàm 125 cút tròn. Coi như là nói với em kia là một cỡ nha anh em, ha, em kia cũng là hàm 125, ha, em này thì 3 triệu qua nhưng em kia là 4,5 triệu nha anh em, ha, mình để mình chân chơi tiếp nữa đã, đây được giá thì mình bán, còn không để chân chơi cho anh em coi cho nó vui đó. Còn riêng em này là 3 triệu qua. Ha, hàm thẳng băng nha anh em, ha, chưa có dấu chạy xước, ha, đây hai bên thẳng băng, ha, liền băng luôn, ha, đó, đe nó nè, cũng có chấm tấm tấm thôi, ha, phen hàm 105 cốt tròn, nặng 26,5 kg, em này là 3 triệu qua nha anh em. Rồi mình mở hàm ra cho anh em coi. Nhẹ nhàng hả anh em, rồi đây rõ ràng hả anh em, ha, vuông thành sắc cạnh, ha, rồi chiếu gần lại, cái này thì chỉ có chiếu gần lại coi thôi chứ còn nói gì nữa, đó, rất gần. Cái xây này là cái xây vừa đầm cho chú bác ở nhà làm, chú bác, ha, hoặc là cơ khí mà loại tầm trung được rồi, ha,
là ok. Em này thì 3 triệu qua, nhưng mà em này thì là 4 triệu rưỡi nha anh em ha. Em này thì sau lưng nó có thiếu con ốc ha. Mình đã tuyển cho anh em một con ốc ha. Cái này khi anh em chốt rồi thì đây thiếu ốc này ha. Ốc này nó hơi dài anh em ha, mình phải mài ốc ngắn lại xíu. Khá ha, màu sơn còn đẹp nha anh em. Màu sơn còn đẹp ha. Dạo này mình có mình cảm thấy thích vụ e tô rồi anh em ha. Mình sẽ còn làm nhiều cái dự án nữa. Bởi vì già mà không vui như vậy á mọi người. Sướng không chịu khổ như vậy. Có nha anh em, có đưa nhẹ nha. Anh em nhìn cặp hàm đi, không cảm thấy mến mộ với em nữa thôi. Đây. Đây mọi người. Ha. À. Liền mặt luôn nha anh em, cũng có thẹo ha, có làm có thẹo ha đó, nhưng mà em này là cái giá là 3,3 triệu ha anh em, nặng 26 kg, nước sơn còn đẹp lắm mọi người ha, nước sơn còn đẹp. Rồi em này là 3,3 triệu, tất cả những phẩm quý bảo không bao ship nha anh em. Xong, let's go. Để rồi. Tiếp theo. Mình có một cái e tô. À. À, trước mắt là nó màu sơn nó không đẹp hả anh em? Ha. Đây nó thiếu cái đồng tiền hả anh em? Mình bán anh em 750k. Cho một cái tô kẹp bàn ha của thằng Euron nha anh em, mã nó là N735 ha. Đó. Em này thì thứ nhất là màu sơn xấu nè, cái này thì về cho anh em là chỉ 30 giây ha, thiếu có đồng tiền ha, và đặc biệt đó là cặp môi nó cũng không được đẹp lắm nha anh em. Đây ha, nè đó, trên này cũng còn được, nhưng mà hai bên nè anh em, hai bên thấy không đó, 750.000 cho một thằng ơ rong kẹp bàn ha, hiếm nha anh em ha. Cái đế xây mà thì nhiều ha, còn mà e tô mà kẹp bàn mà có ơ rong này là cũng là một cái dạng hiếm ha anh em, đúng không? 750k đó, về là mà hai bên lại xíu ha anh em, dứt lại xíu là ok đó. Em này thiếu cái đồng tiền đây nha anh em, cứu rỗi đây thêm một em nữa nè đó. Nhưng mà tại sao đem về, nó là hàng chuẩn Nhật Euron ha, và đặc biệt là cái loại này hiếm nha, cái loại để bàn mà xây là nhiều ha, nhưng mà cái loại mà kẹp bàn gì là hiếm ha. 750k xong. Let's go. Rồi tiếp theo anh em. Tiếp theo là đây ha, đây là một dự án mới nữa. Đây. Đây là một em fan ha, hàm 150. Lấy cái chồng là còn. Hàm 150 anh em. Đó. Đây. Hàm 150. Đó, và mình đã vệ sinh sạch sẽ, bởi vì em nói cái màu sơn em nó không còn đẹp ha, không còn đẹp. Anh em coi cái trục đi, rất là đẹp cái e tô này
tuy rằng cái màu sơn nó không còn đẹp. Đây ha, à rồi, rồi coi tới em này, bên này ha, à. Rồi đè nè mọi người, nói chung em này còn đẹp, khá đẹp ha, nó còn cái số serial number nằm đây nè anh em đó. Giờ anh em coi cái môi đi nè, rất là đẹp. Đặc biệt em này chuẩn Nhật luôn nha anh em ha, chuẩn Nhật luôn đó. Nè anh em coi nè, bên đây nè, à, cái môi này nè, nó cũng có lấm tấm ha, ha lấm tấm, nhưng mà thật sự là cái viền môi đó nè rất khích khao, rất là đẹp, thấy mọi người, à, mình đã vệ sinh nó rồi ha, à, thì bây giờ có thể là mình sẽ bán luôn em này, à, nếu như mà anh em mà mua vậy thì mình bán luôn, còn không thì mình cũng sẽ sơn em nó lại. Cái này mình thích rồi, mình bắt đầu cảm thấy thích rồi ha, à, đây rất là đẹp, đằng sau đầy đủ ốc bán nha anh em ha, à, mới vệ sinh nó thôi đó, độ dập đấy cũng có nhẹ ha, rất là đẹp. Rồi tới anh em coi cái chụp chích me nè, không chê vô đâu được, chụp chích me này đây, à, nhưng mà cái này thì nó mất cái tay nè, mất cái tay quay, mất cái tay quay đó, nhưng mà mình suy nghĩ mình nếu mình ra mình đặt cái đặt tiện cho nó tiện cái tay quay á, thì thật sự mà nói là mình sợ cái sắt nó mềm anh em ha, sắt nó mềm, đâm ra mình lựa một cây đục Nhật nha anh em ha, thép của Nhật ha, mình lựa một cây đục của Nhật đó, à, mình đưa ra tiện một cái tay quay bằng thép Nhật nha anh em đó. Là với cái này thì anh em muốn để mọc vậy á thì quý bảo bán anh em á, là mọc vậy á thì quý bảo bán anh em á, là 4 triệu tư ha, 4 triệu tư ha, quý bảo không bao ship nha anh em, chú bảo không bao ship đó, và sẽ có tay quay sẽ có nha anh em ha, nếu mà để mọc về luôn ha, là mình bán anh em 4 triệu tư cho một cái thằng fan chuẩn Nhật hà 150 á, còn anh em mà chưa vừa ý thì video sau anh em sẽ thấy nó sẽ khoác lên một màu áo mới ha, thế thôi, còn này về anh em tự làm, để mình làm gì chiếu lên về cho anh em thấy là nó không có cái gì, một cái dấu hiệu hàng cấn cái hết nha anh em ha, không có một dấu hiệu hàng cấn cá gì hết đó. Thậm chí cái đầu cái đồng tiền chặn hành trình nó vẫn còn luôn nha anh em, tất cả đều ổn, rất đẹp anh em đó. Và nếu mà em này mình bán em 4 triệu tư, bán cho anh em 4 triệu tư là mọc về nha anh em ha, còn nếu mình để mình sơn lên thì nó sẽ khác ha, 4 triệu tư cho một cái hàm 150 ha. Rồi xong, tiếp tới em này, đây một hoa hậu ha, nhiều chú bác cũng trả giá nhưng mà thật sự em này với quý bảo là không thể bớt giá được, nhìn cái dàn số nó em nói không là chú bác đủ cảm thấy là ưng cái bụng rồi ha. Rồi nhìn tới cặp hàm thì thôi ha, đó chỗ châm dầu còn đầy đủ, thậm chí bên nó cái tay quay nó bọc keo luôn cho nó im cái tay quay bằng keo nữa nè ha,
đồng tiền trắng đầy đủ, em này coi như là không chê cái chỗ nào hết, rất đẹp. Nè làm sao để em xây qua cho anh em coi. Bi dài dài này xích lại xíu không? Bi dở gì cho ba vậy em? Mang ra đây đúng không bà? Không, đẩy lại đây xíu xíu thôi. Dạ rồi, chạy coi. Đẩy xíu bên kia. Dạ, giờ được rồi. Đây nè. Không thể chê em này vô đâu được anh em. Mới như là không biết nói sao gọi là mới như sao. Thay chóng mặt chút xíu nha anh em. Tại cái này mình cũng không có chuẩn bị để mình quay video lên cái này. Đây nè. Nó đẹp cái từng cm luôn. Từng mm luôn. Đây. Đây nè. Nước sơn nó còn quá đẹp. Đặc biệt cái hàm nó như mới luôn. Hàm của nó nè. Em đây là 4,5 triệu nha mọi người. À. 4,5 triệu. Đáng để sưu tầm. Rồi xong, let's go. Rồi tiếp theo nè em. Tiếp theo là cái mã giờ tới điện nha em. À, cũng vài món nữa thôi là xong rồi. Một cái cưa xích. Cưa xích xích của thằng Marita. Em này bọc lẫy chốt đi chú bác. Không cần có giá chú bác ơi. Không cần có giá chú bác. Bóc điện thoại lên liền cho bác. Bóc điện thoại lên liền. Đây. Marita ha, mã nó là M5011, điện 100V, 1120W ha. Em nó chạy được 270m trên phút. Cái dòng này đó bác, chạy nguyên một dòng tới đây ha, và mà nó chạy được 270m trên phút nha chú bác ha. Em này thì có một cái ha, là khi ở bãi về là nó bị đứt dây, nhưng mà không sao ha, quý bảo đã thay cho anh em một cọng dây Hitachi bóng lưỡng im rin ha. Đó, cái nào là có thay là nó thay nha anh em ha. Ha, đó rồi giá luôn 461 680k. Hốt liền chú bác ơi, hốt liền con này, không chê vô đâu được ha. Nhìn lưỡi đi anh em, cỡ này đã khi chú bác hốt là chú bác coi tới đây là hình như là chú bác hốt không được nữa rồi. Rất đẹp nha. Ở đây là chỗ châm dầu, châm dầu, và ở đây là cái chỗ bơm dầu ha, bơm dầu đó, bơm dầu, thấy nó rít rít là bơm dầu, châm dầu đây. Tức là con này phải nói là khá đẹp ha, liền lạc ốc nè, cái ốc nào nó cũng là 7 màu hết nha chú bác ha. Đây ốc nào nó cũng 7 màu chứ ha. Đó đây, đây 7 màu không đó, liền mặt luôn. Tem nhôm má người ta khá đẹp, tay cầm ha, cái cặp te trắng bảo vệ tay nữa có luôn, đầy đủ. Em này đẹp rồi, thôi bây giờ chốt không được rồi, giờ coi test chơi đi chú bác ha, coi test chơi thôi. Thì cái 10 đúng không Bi? 110 ba. Rồi test thử nha anh em. Chốt cái này chắc hết kịp rồi chú bác ha. Quá lực nó quá ngon luôn ha. Này chắc là 30.
cái bề dài thì coi như 25 hay 30. 20 27 anh em, 27. 27 phân cho cái lưỡi này. Rất là mới anh em, rất là đẹp luôn. Liền lạc luôn. Đó. Rồi. Cái mã 6461 680k. Xong. Let's go. Rồi tới mã 462. Dây rồi còn zin hết luôn ha. À, cứ bảo bán anh em là 1.350.000. 1.350.000 cho một cái sạc bình ha. À, một cái sạc bình của thằng GS ha. GS Yosa. À, một sạc bình nha anh em. Ở đây là cầu dao nè, công tắc nè. Đó. Rồi ở đây là sạc chậm sạc nhanh nè. Chậm sạc nhanh nè. Ha. Còn ở đây là chỉnh thời gian ha. Ở đây nó có chỉnh thời gian nha anh em. Ví dụ như mà ở Việt Nam thì mình xài cái dãy tần 50. À khoan, xin lỗi. À em này là có hai nguồn điện để mình xài nha anh em. Điện 100V và điện 200V, 220 mình ha. Đây, rất là đơn giản nha. Đơn giản như đang giỡn luôn á. Nhẹ nhàng như đưa đàn đi học luôn. Sẵn có cái gầm luôn mọi người. Đó. À, dê. Sáng giới trong luôn nè. Ha, ở đây là gạt qua bên đây là xài 110, gạt qua bên đây là xài 220 ha. Ở đây có thông số cái chỉ sẵn nha anh em. Đúng không? Có thông số có dư là gạt qua đây là 220, gạt qua đây là 110. Và khi anh em chốt là mình sẽ đổi điện qua 220 cho anh em ha. Đó, em này nó chỉ có một cái lỗi này thôi. Đây. Đây, thấy không mọi người? Đó. Do bị cứng cá sao nè. Mà ở bên bển nó làm cũng nhìn cũng được anh em. Đó, lắp vô nè ha. Vậy thôi. Em này là chỉnh đồng hồ nha anh em. Ví dụ như cái bình mình sạc trong vòng 4 tiếng thì mình chỉnh lên 4 tiếng ha. Thì khi mà 4 tiếng nó chạy từ 4 tiếng là tự động nó ngắt nha anh em ha. Đó. Rất là ok. Và cái này mình đã test rồi bao anh em nha, bao vô sầu riêng vậy đó. Đây. Nó là điện 100V và là 200V ha. À, nó là 12A. À, 12A tương đương với là 120Ah nha anh em ha. 120Ah. Đó. Rất là liền lạc, rất là đẹp luôn. Dây zin nha anh em. Zin từ A tới Á luôn nè. Đó. Dây kẹp mát, dây zin luôn nha. Đó. Rồi. Cái này là mình bán anh em, nó nặng là 7 kg mọi người. Nó nặng nha, cân nặng nó là 7 kg ha. Ở đây thì mình nhắc lại nha anh em. Đây là công tắc ha. Công tắc nguồn ha. Còn đây là sạc chậm nè, thường thường là mình để sạc chậm thôi anh em ha, đừng sạc nhanh, sạc chậm thôi. Đó. Rồi cái đồng hồ này thí dụ như cái bình mình trên thông số bình nó kêu là sạc trong vòng 4 tiếng thì mình để 4 tiếng, 3 tiếng mình để 3 tiếng ha. Mình coi cái thông số ngoài nha mọi người. Coi cái thông số ngoài nè. À, 24 cái tới 18 nè. 18 giờ nè, mình coi thông số ngoài nha. Còn cái thông số nằm trong á là của 60 hệt ha. Bên Nhật nó xài nha mọi người. Em này còn nhìn thấy dàn trong nó còn rất mới mọi người ha. À, dây nữa nè. Zin luôn nha anh em ha. Tất cả đều là zin hết, không có cái gì là không có đụng chạm gì vô gì này nữa trơn á. Đó. Bữa anh em thấy mình trở về đó ha, vậy là ghim điện vô là có thợ test thử rồi ok. Rồi xong, cái mã 462 1.350.000 xong, let's go. hai triệu ba năm chục cho một cái biến áp 3kVA. Em này thì ngoại tình hình phải gọi là tương đối khá nặng đó mọi người, khá nặng
kia cũng sẽ quể luôn. Coi như là thật sự là cái này là mình cũng chưa vệ sinh trong luôn anh em, thật sự là mình chưa vệ sinh đó. Hai triệu ba năm chục cho 3 kg nha mọi người, 2,350 cho 3 kg. Đồng hồ còn đẹp ha, công tắc nè, CB nè ha, đèn có ha, 3 nguồn cắm vô luôn, 3 kva, tap vision. Em này ngoại hình khá mọi người ha, khá. Model của nó là ring trừ 3.0, có nghĩa là 3 kva đó anh em. Rồi giờ cái này để mình ghim điện bật máy lên cho anh em coi nha. Rồi anh em, mình đã cấp cho nó, em nó cái nguồn 220 ha. Đó. Rồi bây giờ ghim điện vô hết anh em. Rồi bật lên đèn coi ha. Đèn cháy đồng hồ lên ha anh em. Đó. Không có tiếng ô quỳ hú hí gì hết ha, quá yên cho em này. Rồi gạt cái dao xuống, kịch rút dây, bạc rút dây con. Rồi em này là mình bán em là nó nặng 18 kg mọi người, hàng chi khi không nổi luôn mà, 18 kg, 2,350, 3 kva nha anh em, cộng dây là quýt tha luôn á, 3 hồ làm. Nãy có mã số con, giờ ghi mã số 1 con. Số 1 1,9 triệu. Sẵn mình về mình lên luôn em này cho anh em coi. Mới gì về luôn, chưa chùi luôn em, chưa lau chùi luôn. Đó, giờ sẵn đây mình lau chùi luôn cho anh em thấy cái độ mới của nó. Hiếm khi nào mà anh em ra mà tìm được một em cái độ mới vậy em nha. Đây. Em này nó cũng kỹ, nó cũng có một cái nhỏ nhỏ. Nhưng mà cái này xử lý được. Mã số 1 mình bán em 1,9 triệu cho anh em siêu tầm và sử dụng. 1,9 triệu nha, cái mã số 1 nha anh em ha. Em này thì nó có một cái lỗi nhỏ ha, nhưng vẫn xài ok đây ha. Anh em thấy không, đây nè, cái chỗ này nè. Đó, mình sử dụng keo CB AB mình chấm nó vô cái là nó cứng khừ nè. Ngoài ra nó không có gì hết. Không, mình sẽ tặng anh em một cái dịch luôn. Chữ chính không phải đáng đồng tiền 1,9 triệu ha. Cái này thì anh em về xài là vô tư rồi ha, như anh em cảm thấy không an tâm là nó sẽ coi là sẽ có đi theo một cái này nữa cho anh em đó ha, cái lỗi này ha. Đây, và đặc biệt là nó chỉ còn cái gá thôi, còn đúng buổi gá này, đó là hai cái điểm trừ cho cái máy này ha. Rồi bây giờ rung lần lại cho anh em coi thông số. Nó là của Toshiba ha. Mã nó là BGB150 ha, có nghĩa là nó xài đá 150 đó mọi người. Đó. Em nó
300W, điện 100V 300W anh em ha. Nó xài đá 150 ha. Và cốt nó vẫn là cốt 12 ly 7 ha. Anh em nhìn nó len ken xà beng, nó len ken xà bì ha. Đáng để sử dụng và sưu tầm ha. Chỉ còn một bên thôi ha. Nhưng mình cứ vẫn có sao mình để vậy. Và có thể là mình sẽ tặng thêm anh em một cái công tắc giật này ha. Đó ha, à, anh em thêm cái công tắc giật. Rồi mà anh em không chốt thì khi mà anh em nghe tiếng máy rồi thì có thể nói là anh em bị sẽ buồn ha. Nha, tem còn đẹp. Nước sơn còn đẹp, mình chưa chùi đó mọi người. Con này thật sự là về là chỉ có chưa lao chưa chùi luôn. Coi như là về là thấy là thử máy là ổn định là sẵn dẹp là lên luôn. Nha, rất là thiệt, không chê em nói được. Chú bác không chốt thì để mà quý bảo mà bật máy lên nghe thì thôi là chắc sẽ là không kịp. Không, với quý bảo thì bây giờ có hơn nhau 300.000, 400.000 cùng một sản phẩm mà nó đẹp hơn vậy, quý bảo vẫn thích con này. Ha, nói vậy là chú bác hiểu. Bên đây là mài mịn, bên đây mài thô. Viên đá này cách cái cặt te 5 ly. 5 ly nha anh em. Viên đá này cũng cách cái cặt te 5 ly. Liền lạc đẹp, bóng đẹp. Ngời ngời. Rồi ghim điện test máy. À, chú bác mà nghe test máy rồi thì coi như là xong. Coi vui. Đây. Ghim điện test máy. Rồi coi vui thôi chú bác. Chờ chuyến xa chú bác ơi. Này nó kêu cái này nè chú bác, cái cân nè, một sản phẩm đáng quan tâm trong cái clip ngày hôm nay. Đúng là để video sau lên á, tại cái này cũng mới lấy về sáng cứ để video sau lên á, nhưng mà bản thân cứ bảo cũng nóng ruột ha. À, vẫn thích hàng mình, chú bác thích mua, thích chốt, và nhiều người chốt. Tuy rằng nghe điện thoại cũng hơi mệt nhưng mà rất thích. Có một sản phẩm thôi mà có nhiều sản phẩm, rất nhiều bác hỏi nhưng mà mình vẫn trả lời, vẫn thích. Rồi không, hơn nhau 400.000 mình vẫn thích con này không chú bác. Đó là điều riêng về phần quý bảo. Nó là 7 màu ốc ác nó luôn. Tiếc rằng nó bị cái này. Không, nó thật sự nó hoàn chỉnh. Ha, thiếu cái này. Không, thật sự nó hoàn chỉnh. Rồi xong, let's go. Rồi. Vậy đây là một sản phẩm cuối của quý bảo. Đây là một sản phẩm cuối của quý bảo. Nó bị chấn thương nè anh em. Ha. Ngay cái công tắc nè. Để ngay đó luôn chú bác coi. Mã 464 2,2 triệu ha. À, chú bác nhìn viên đá. Ha. Chú bác nhìn viên đá. Độ dày của viên đá nó còn được nhiêu? Đúng là người không biết sử dụng cái thước này nó vậy đó. Nhưng mà phải cố gắng thì sao? Phải cố gắng thì sao? Hai phân chú bác.
như mới ha. Đây đi con, đặc biệt em này Makita ha, Makita đá xài đá 205 ha, độ mịn của em nó là 2000, đá 205, nó là Makita, mã nó là 98220. À, nó là để coi, đá nó xài đá 200 anh em, điện 100V và công lực của em nó là 190W ha, 190W. À, với những sản phẩm này, à, quý bảo, à, với những sản phẩm mài nước như thế này, à, quý bảo khuyên chú bác, à, là mình mài nước thì mình, nó là chỉ là cái máy để mình mài cho thiệt bén lợi, thiệt là bén lợi, chứ không phải là một con máy nó bị mẻ bị lục rồi mình lấy ra mình đưa vô cái này là mình mài là không hợp lý ha. Nó là cái dạng là khi cái máy mình, khi cái con dao mình nó đã bén rồi và mình xài nó hơi lục đi, mình đưa vô mình liếc nó là ok nhất ha, hai chú bác. Đừng có để con dao mẻ lục đưa vô đây mài banh cục đá này luôn ha. Và đặc biệt, à, viên đá này nó phải có nước nó mới có tác dụng ha. Chú bác làm cho nó một cái vòi nước vô đây ha. Khi nó chảy đều nó sẽ vô cái khay này. À, vô cái khay này xong thì nó sẽ tràn qua cái đây nó sẽ cái đường đi ra nước ra ha. Và cái nó bị chỉ bị cấn cá đúng một cái điểm đó thôi ha. Chú bác coi dàn dưới nè, à cái miếng nó vẫn còn nằm trong đây này chú bác ơi, cái miếng bể vẫn còn nằm trong đây luôn nè chú bác, có nghĩa là cũng bảo chưa lấy ra nè chú bác thấy không nè, cái miếng bể là chứ có thể lấy ra được ta, giờ lấy ra thôi đó, nó còn luôn nè chú bác, có thể về, có nghĩa là quý bảo chưa có, nó cấn tại bãi luôn, nó cấn vô thì nó đương nhiên là cái miếng bể nó vẫn còn nằm trong đây, quý bảo chưa lấy ra, có nghĩa là quý bảo chưa có đụng gì vô cái máy này, chứ không có đụng gì vô, chứ chỉ có lau chùi sơ nó đưa lên ha. Vậy là trong đây nó vẫn còn cái miếng đó chú bác ơi, à, để luôn vậy chú bác. À, quý bảo có một cái vậy ha, à, cái miếng đó nếu còn thì giờ thì mình hàng đỡ vô đi ha, mình hàng đỡ đem ra thợ được hoàn chú bác. Đem ra thợ nó hàng mà bẩn đồ á, đem ra cho nó hàng là ok ha, là ok. Còn không thì mình cắt miếng nhôm luôn, quất cho mày một miếng nhôm từ đây đi ra tới đây ha, từ đây đi ra tới đây, lấy cái công tắc để lên thành một chỗ này, nó thành một cái mặt nhôm này. Là xong ha, ha, nó hơn thằng Ryobi nhiều nha bác ha. À, Ryobi là đá 108 rồi, những cái đó là không qua được ngày đâu nha chú bác ha. Đặc biệt ví dụ như mà nó bể chân thì mới gọi là làm phiền mình, còn chỗ này là mình gia cố là được hết chú bác ha. Rồi nghiêm điện, đặc biệt nó là 180W nữa. Rồi xong test máy. Cái này là dùng mình để mình mài mình liếc lại thôi nha chú bác, chứ chú bác đừng có lấy con dao cùi mà chú bác mà mài thì thôi rồi đó nha chú bác. Em ha, đặc biệt là cái miếng trong này nè chú bác, miếng trong này nè mình mở ra là mình mở theo kim đồng hồ chú bác ha, mở theo kim đồng hồ là mở ra ha, đừng có mở giống như bình thường mình mở mà cứ siết cho hoài là bể luôn miếng này ha, mở ra là mở theo kim đồng hồ đó. Rồi sản phẩm này cũng là sản phẩm cuối cùng quý bảo. À, trước mắt chú bảo cảm thấy video của bảo có những món độc lạ chú bác thích thì nhấn bảo một like chú bác ha, nhấn bảo một like ủng hộ của bảo. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhấn vô cái đăng ký kênh ở góc bên dưới bên trái điện thoại, và nhấn vô cái chuông
để khi video của quý Bảo đăng lên là kịp thời chú bác coi chốt hàng chú bác ha. Rồi chú bác nào mà cần món nào thì gọi điện cho quý Bảo, số điện thoại 0938075813. Gọi điện thì mới chốt được hàng chú bác, nhắn tin là coi như là miệt mài kinh sử. Rồi thôi, quý Bảo chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người video sau, bye bye.